từ tuổi thơ như lá còn non, xin sống sao cho tròn phần con. Con như chiếc lá, cha mẹ như cành, màu lá xanh trong ơn nghĩa sinh thành. Nguyện Chúa thương, nguyện Chúa thương, trên con đường dài bao tháng năm miệt mài, cho đời mẹ cha thắm tươi trong tình. Và sinh ra trong cõi người ta, ai cũng mang nghĩa mẹ tình cha. Công cha như núi, nghĩa mẹ cao vời, dòng sữa thơm linh thiêng đã bao đời. Dòng sữa thơm như ân từ trời ban xúc cho loài người. Cha mẹ thương mến dắt con đi vào. Cha vui sống giữa đời, đây tình yêu Chúa từ trời. Xin thương gia đình bao khó khăn, xin cho cha mẹ muôn thánh ân. Sông sẽ cạn, núi sẽ mòn, mãi còn tình săn son từ tuổi thơ như lá còn non, xin sống sao cho tròn phần con. Con như chiếc lá, cha mẹ như cành, màu lá xanh trong ơn nghĩa sinh thành. Nguyện Chúa thương, nguyện Chúa thương, trên con đường dài bao tháng năm miệt mài, cho đời mẹ cha thắm tươi trong tình. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đã kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm quân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về cho cụ cố du xe bùi các thử mới qua đời.
xin Chúa ban thưởng cho cụ cố sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời, vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ để tiến vào cuộc sống đời đời. Đối với người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Cụ cố Giuse Bùi Khắc Sử đã được chịu chớp lửa, đã được khởi sự đời sống đứng hẳn ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho cụ cố, hy vọng cụ cố được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Mẹ từ bi xin tha
từ mẹ quên sao được hôm xưa. Thương mãnh liệt khi con của Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh em chúng con là cụ cố Du Xe Bùi Cát Sử được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho cụ cố được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thuở muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Ngài Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con ở ngôi nhà tạm dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng lên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Ngài Cha xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này là chiếc áo mà là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con, là đền thờ ngôi ba Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Người sẽ cất chiếc quần rau và chiếc khóc
Tuy nhiên trong thân phận con người, trong tình nhiên đới ruột thịt, ta để ta là sự chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến trên ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay nhẹ lời, cũng phải vùi dưới đất phải niệm. Ta phải chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những ích kỷ, đam mê xác thịt, để được sống lại kinh nghiệm với Chúa cuộc sinh. Màu khăn tang cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh truyền mà chúng ta đã được mặc trong ngày chịu phép rửa tội. Và ta phải có bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến khi, cho đến ngày ra trình diện trước Chúa Cứu Thế. Chúa Kitô đã phải chết và người đã được phủ một lớp khăn liệm trên mình. Nhưng người có chết vì yêu thương và trong tình yêu ấy, người cứu độ mọi người chúng ta giờ đây thu che mùi khắc kỷ của chúng ta đang bất động nơi đây. Một đời đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì ta nên giống Đức Kitô như vậy, sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Vậy trong tinh thần xin Chúa lấy nước thiêng làm phép và thánh hóa những màu trắng trắng này, khi chúng con nhận phép thanh tẩy, chúng con cũng được mang trên đầu và trên mình chúng con. Giờ đây chúng con cũng tưởng nhớ cố Du Xe Bùi Khắc Tử là người thân của chúng con qua đời. Chúng con cũng gặp mặt trên đầu và trên mình chúng con những chiếc thân này để tưởng nhớ đến cụ. Ngài cha là đấng tạo hóa, cha đã dựng nên muôn vật tốt đẹp và thánh hóa chúng. Xin cha ban phúc lành cho những trang phục này, những người thân trong trang quyến khi mặc vào thì được ủi an, được sự bình an của cha trong tâm hồn, biết đến đau thương quẫn bách, thành lời xin nguyện chân thành tha thiết dâng lên tôn nhang uy nghiêm của cha, để cha thương xót khuôn đổ muôn hồng ân xuống cho tăng quyến và cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những người trong thân bằng tuyến cuộc mặc trang phục này được tiếp hiệp thông với người quá cố, để nhận ơn đáp nghĩa người đã ra đi, và để yêu thương gắn bó cùng tập nhau giữa những người còn ở lại như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Cha đang phục màu trắng này đối truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con, còn là màu xanh đau thương ly biệt, nói nên sự của nỗi lòng kẻ người đi. Nhưng đối với người tin vào Đức Kitô từ nạn phục sinh thì màu trắng cũng là màu kinh tiền trong trắng thanh sạch kính kiểu, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã đến nhận trong ngày chịu phép rửa tội, để trở thành con người mới, trở lên chi để trong nhiệm thể Chúa Kitô luôn cậy tin cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho cha. Xin cho trang quyến khi mặc màu trang trắng này luôn biết truy hướng về cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống trong sạch, tinh truyền và luôn sẵn sàng canh thức chờ đón Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con. Ban tổ chức xin kính mời phụ quý đại diện cho gia tộc lên nhận thanh và phát thanh cho anh em con cháu. Gia đình cụ Thảo
nhận ra đúng không ạ? Gia đình ông bà thương mẫu để nhận ra. Gia đình ông bà hoàn thành nên nhận ra. Gia đình ông bà bồi trí nên nhận ra. Gia đình ông bà rung động nên nhận ra. Gia đình bà chuyển nên nhận ra. Gia đình ông bà năm huệ nên nhận ra. Gia đình bà hạnh nên nhận ra. Gia đình bà nằm nhãn nên nhận ra. Từ từ giờ tí lên xong rồi. Gia đình bà thăng huệ nên nhận ra. Đại diện gia đình cụ bác nên nhận ra. Gia đình phụ dưỡng nên nhận ra. Gia đình phụ hóa nên nhận ra. Gia đình phụ tám nên nhận ra. Gia đình phụ 10 nên nhận ra. Gia đình phụ kiếp ở thiên đàng nên nhận ra. Gia đình phụ quyền ở miền Nam nên nhận ra. Thế sao rồi đi, cái tên con nó cái mặt ông luôn rồi. Gia đình cùng được thông ngôn để nhận ra. Gia đình phụ ở đại diện cho em con cháu nên nhận ra. Gia đình phụ bạn nên nhận ra. Gia đình phụ cảnh nên nhận ra. Gia đình phụ thiện nên nhận ra. Gia đình ông Chu nên nhận ra. Phụ giúp đại diện cho anh em con cháu nên nhận ra.
gia đình cụ Bích và cụ Mãi nên nhận căn. Cụ chốt ở Thái Bình nên nhận căn. Cụ Dệt và cụ Keo ở Bạch Đằng nên nhận căn. Ông Bảy đại diện cho anh em con chó nên nhận căn. Ông Điền đại diện cho anh em con cháu nên nhận căn. Đại diện gia đình cụ Đồng ở Hải Dương nên nhận căn. Đại diện gia đình anh Tư, tôi nên nhận căn. Đại diện cụ Rộng, nên nhận căn. Đại diện cụ Tôi, nên nhận căn. Đại diện cụ Giáo nên nhận căn. Đại diện cụ Nữ nên nhận căn. Đại diện cụ Rén nên nhận căn. Nên nhận căn. Đại diện cụ Thức lên nhận căn. Đại diện cụ Thẩm lên nhận căn. Đại diện cụ Lệ lên nhận căn. Đại diện cụ Đoàn lên nhận căn. Đại diện cụ Duận lên nhận căn. Đại diện cụ Chiết lên nhận căn. Đại diện cụ Chứ nên nhận căn. Đại diện cụ Trực nên nhận căn. Đại diện cụ Mười nên nhận căn. Đại diện cụ Đông nên nhận căn. Đại diện cụ Trinh nên nhận căn. Đại diện cụ Tiến nên nhận căn. Đại diện cụ Từ nên nhận căn. Đại diện cụ Vĩ nên nhận căn. Đại diện cụ Thái nên nhận căn. Con cháu và thêm tỉnh nên nhận căn. Con cháu và Kiệu ở Thiên Đôi nên nhận căn. Gia đình lên danh sách thất tang. Trong lúc bối rối, nếu gia đình nào còn thiếu sót, xin vui lòng gặp ban tổ chức tang lễ. Xin chân thành cảm ơn. Chúng con trông cậy ra thanh nương mẹ Chúa Trời, xin chớ để chớ bỏ đời chúng con nguyện. Trong cơn ra mà thiếu tôn thương nữ đồng chuyên nhiệt sinh trang khác. Cảm ơn cha và con và thánh thần. Thank you.
sức khỏe trước bàn thờ ông, dâng hương kính viếng và xin Chúa thương ban cho ông khỏe nước thiên đàng ngàn thu. Ngoài đoàn dâng hương. Cảm ơn đoàn, chính quyền đoàn trở lại bàn uống nước sẽ chầu rẻ gia đình có lời cảm tạ. Nhận được tin vụ khỏe an nghỉ trong tình yêu của Chúa, hai bá của cháu Diệm Vương ở Thời Nghĩa đã về đặt lễ dâng hương kính viếng trước trọng bài đoàn và đặt lễ dâng hương. Cảm ơn đoàn, mời đoàn trở lại bàn uống nước sẽ chầu rể gia đình có lời cảm tạ. Ban tổ chức lễ tang của gia đình trân trọng giới thiệu kính mời cháu Tâm ở xã Hòa Bình, Thủy Nguyên vào đặt lễ dân hương kính viếng. Xin chân thành cảm ơn đoàn, trân trọng mời đoàn trở lại bàn uống nước với chầu để gia đình có lời cảm tạ.
Xin chân thành cảm ơn bác, mời bác chào đại bà uống nước với chồng để gia đình có lời cảm tạ. Ban tổ chức lễ tang cho chồng cưới chồng kính mời gia đình ông Đông cùng con cháu ở Tông Quân. Xin chân thành cảm ơn đoàn, mời đoàn chào đại bà uống nước với chồng để gia đình có lời cảm tạ. Hai cháu Thu về ở Diêm Điền cùng các cháu Huyền An Thắng Huế ở Úc và Mỹ và đặt lễ thắp hương tưởng niệm. Xin chân thành cảm ơn đoàn, mời đoàn trả đại bàn uống nước với chồng để gia đình có lời cả ta. Xin chân thành cảm ơn đoàn, chính mời đoàn trả đại bàn uống nước với chồng để gia đình có lời cả ta. Ban tổ chức lễ tang sẽ chồng cưới nhiều kính mời gia đình bà Huy ở thủ đô với gia đình thông gia vào dâng hương kính viếng. Gia đình hai anh em tưởng thương của người yêu mến. Mất đi rồi. Xin chân thành cảm ơn đoàn, mời đoàn chào đại bà muốn bước với chầu để gia đình có lời cảm tạ. Có lời cảm tạ nén hương thơm vẹn nghĩa tình sâu trước ngày cụ về nơi nước Chúa kính yêu. Gia đình cụ Kiếp ở Tiên Minh đã về đặt lễ dâng hương kính viếng trân trọng kính mời đoàn. Chúa nhân tình.
Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hão huyền, nhân chim con trong bể đông phu. Hôm nào ra đi vinh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ vào hôm mai 6 tháng 3
và cụ nằm bất động trong ngôi nhà thân thương của cụ đây để đợi con cái cháu chất từ hải ngoại ra xuôi về để lo việc học sự cho cụ. Được biết rằng chiều ngày hôm nay gia đình tổ chức nghi thức tắm niệm và khắc đan cầu nguyện cho cụ đến với gia đình thân thương của cụ đây cách đây hơn một tuần. Khi về thăm cụ thì cụ còn rất khỏe mạnh, cụ còn nói năng rất là khỏi, cho đó là cha cầu nguyện nhiều cho và các cầu nguyện cho cụ ngoại trừ theo thánh ý của Chúa và xin cho cụ được các đảm trung thành với Chúa đến cùng thì cụ rất là vui. Và phụ nữ là người khi cụ qua đời thì cha cầu nguyện cho được tin con cha của cụ báo cho biết được thế theo chân cầu nguyện cho cụ và sáng hôm thứ tư. Và hôm nay đến với một nhà thân thương đây để kính tiến cụ thắp tân giang đặt vòng hoa cùng với thầy sứ của quê hương, thầy quê hương để cầu nguyện cho cụ. Xin Chúa thương đón nhận cụ là một con người sống đạo và tinh thần chuẩn giáo rất là tốt, đặc biệt những năm sống ở Kim Nẻo và đặc biệt ở xứ Tông Côn thì cụ như là ân nhân của giáo xứ và của cá nhân. Cụ ông cụ bà đã tận tình giúp đỡ giáo xứ Tông Côn trong công việc sửa chữa nhà thờ rồi các họ giáo xứ Tông Côn nữa, với tất cả những tình cảm thân thương và cụ đã dành cho, nên không bao giờ quên cầu nguyện cho cụ khi sống và hôm nay cụ qua đời đến trước ngôi nhà thân thương này để khắp nước nga kính viếng và cầu nguyện cho cụ. Và xin phân lưu cùng với cụ bố bà và toàn thể anh chị em con cháu và gia tộc đoàn ngoại của cụ Du Xe. Xin Chúa thương đón nhận cụ về với Chúa với tất cả những công việc khi cụ sống, cụ đã làm việc cho tinh thần bác ái yêu thương trên giáo hội thì tất cả những việc ấy sẽ theo cụ về đời sau về kết quả của Chúa. Và xin Chúa an ủi gia đình cao quý, bởi vì cụ chưa đi nào thì cũng để lại những sự nhớ nhung, sự mất mát, sự buồn tủi, nhất là sự ra đi của cụ ông và của người cha, người ông, người cụ trong gia đình. Để đến thân yêu cùng với cụ và gia đình, xin Chúa an ủi gia đình, nâng đỡ gia đình và trong lúc này xin Chúa tiếp tục ban thêm đức tin cho gia đình để trung thành với Chúa với hội thánh và lo liệu mọi công việc cho cụ đẹp thánh ý Chúa. Có lẽ đó là việc quý giá nhất. Vì thế xin toàn thể gia đình sang kiến của ông bà đã hiện diện hạt với tôi để chúng ta cầu nguyện cho cụ Du Xe của chúng ta. Đến đây xe và con và thánh thần amen. Xin chân thành cảm ơn ông bà.
xây cầu vẫn yêu cùng tâm chính. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi rồi. Người ra đi
đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa. Trong đôi mắt của người sầu thân, thương cha đôi mắt thân quần, yêu cha vất vả một vòng tám nhăn, thương cha thức suốt năm canh. Những khi con ốm cha dành cho con, đời con như chiếc lá đông,
cha là bóng mát đời con dắt vào tình trạng như những ánh sáng thôi đường vững bước kèm nao lạc đường đến nay con của cha đã quẹt tròn vương về xa thất cha đã vội bỏ các con mãi mãi đi xa cha ơi đúng là công ca như núi cao vời thái sơn cao ngất mây tầng trời mây tiền thân dù có nước đầy không bằng công đức cha đây một thời đã đến giờ dùng bữa cơm chiều như thường ngày các con mời ta nhưng hôm nay cha không còn nữa ngập ngùi trong buổi kinh ni và quả phụ cùng các con đến trước linh sàng của cha dâng nén hương thơm cơm lên cùng chúa xin chúa đón cha về cường phúc cường sinh. Cha
như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi con buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
trông nhìn. Bye.
là Đa-li-ê đang thao khóc và nghe Chúa phán lời này. Vào lúc đó, tổng lãnh Mi-ca-ê sẽ đứng lên bênh vực con cái dân ngươi. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy ra từ khi có các dân tộc cho tới bấy giờ. Vào thời gian đó, dân ngươi sẽ được cứu thoát. Tất cả những ai đã được ghi trong sách, những giữa những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ thức dậy, kẻ hưởng phúc trường sinh, kẻ phải tủi nhục muôn đời. Các hiền nhân sẽ rực rỡ như bầu trời chói sáng, và những vị dạy cho nhiều người biết sống công chính sẽ giống như những vì sao tồn tại mãi muôn đời. Đó là lời Chúa. Vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được lo đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Đức Trời là của họ. Phúc thay cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con. Và vì Thầy, họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỉ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Chúng con xin cho để chúng con xa chương tâm rỗi như chúng con đã
Lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu thoa. Xin hãy cứu thoa linh hồn du xe. Xin cho linh hồn du xe được an nghỉ đời đời. Amen. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện. Cùng chúng con, cùng chúng con, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con lại xin Cha cho con cái Cha là Giuse mà hôm nay Cha đã gọi ra khỏi thế gian, được vào quê thật và được hưởng sự vui mừng đời đời. Vì đã trông cậy và tin tưởng Cha khi còn sống. Lạy Cha toàn năng hằng hiếu, ai kêu cầu Cha sẽ không bao giờ mất hy vọng được Cha xót thương. Xin Cha nhìn đến Cha cảnh của cụ Giuse đây, đang trong cơn ưu sầu vì sự ra đi của yêu. Xin Cha an bài và bù đắp lại chỗ trống cho gia đình này bằng những ơn lành tốt đẹp hơn. Giờ đây, chúng con xin cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì đã tạo nên cụ Giuse, đã ban cho cụ Giuse ơn đức tin và muôn vàn ơn khác. Nay Cha lại ban cho ơn được chết trong hội Thánh Cha. Xin mẹ Maria hồn xác lên trời và chư thánh hiển linh chuyển cầu mạnh liệt cho cụ Giuse trước tòa phán xét. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cụ Giuse được an nghỉ đời đời. Xin cho linh hồn cụ Giuse được nghỉ trong bình yên. Amen. Mong cho linh hồn cụ Giuse và linh hồn mọi tín hữu nhờ lòng nâng phúc Chúa được về nơi an nghỉ đời đời.
đây cha và con và thánh thần. Con trọng kính cha xứ Đa Minh, kính thưa ban thường trực, ban hành giáo, ban đăng lễ, cung thuận toàn thể ban ngành hội đoàn và nhà xứ và họ về. Kính thưa quý phụ ông bà, có hàng nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, liên gia cùng toàn thể quý khách. Kính thưa toàn thể các bà, phụ du xe buổi khắc sự là người thất thương của gia đình chúng con. Đã được Chúa mời gọi lễ hôm 26 tháng 6 vừa qua, cho đến giờ phút này, gia đình nhận được rất nhiều. Các cơ quan đoàn thể, các ban thường trực, ban hành giáo trong và ngoài giáo phận, đặc biệt đối với các cha trong và ngoài giáo phận, với tình cảm ân nghĩa với gia đình, đã về gia đình thắp hương cầu nguyện và an ủi cho gia đình chúng con. Với tâm tình đặc biệt tới hôm nay, có cha xứ và cộng đoàn đã hiệp đức liên thiên Chúa, sư cầu nguyện giáo dân hôm nay thật long trọng và tốt án. Con không biết nói gì hơn, xin Chúa đặt công bộ dầu cho cha xứ và tất cả cộng đoàn. Sáng ngày mai và hồi 7 giờ sáng ngày mai, gia đình nhà hiểu chúng con cũng kính mời quý cha toàn thể quý phụ và cộng đoàn trở về gia đình nhà hiếu chơi trầu uống nước, có nghi thức cầu nguyện lại gia đình. Sau đó khi hài của cố du xe Bùi Khắc Trực đã được đưa về thánh đường giáo xứ Đông Xuyên, cha xứ dâng thánh lễ đi xa tháng trác thể hài giáo xứ. Sau thánh lễ, khi hài của cố du xe được đưa về an táng tại nghĩa trang Châu Thôn thuộc giáo xứ quê nhà, cùng với mọi người ở đó đợi ngày sớm lại đến Chúa vinh quang. Khi công việc một đã được hoàn tất, con được đại diện thay mặt có bạn và phụ cố cùng với anh chị em con cháu và đại gia đình có lời kính mời quý cha, quý ban thường trực, ban hành giáo, quý hội đoàn và toàn thể quý phụ ông bà, các gia đình thông gia, toàn thể quý khách trở lại gia đình nhà yếu chúng con ăn bữa cơm chia buồn trả nghĩa, để gia đình chúng con có lời cảm tạ tri ân. Một lần nữa con đồng cúi đầu cảm tạ. Kính mời đoàn và đại bàn uống nước, xây chầu để gia đình có lời cả cả.
ban tổ chức lễ tang sẽ trọng giới thiệu kính mời hai cháu Nhung Nà ở Từ Đôn là bạn của Hoàng Thìn vào dâng hương kinh biển. Ban tổ chức lễ tang sẽ trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu. Xin chân thành cảm ơn đoàn bài đoàn trả đại bàn uống nước sẽ giàu trẻ gia đình có lời cả ta. Chân thành cảm ơn đoàn ngoài đoàn cho đại bàn uống nước cho giàu trẻ gia đình có lời cả ta. Xin chân thành cảm ơn đoàn ngoài đoàn cho đại bàn uống nước cho giàu trẻ gia đình có lời cả ta. Xin chân thành cảm ơn ông mời ông cho đại bàn uống nước cho giàu trẻ. Xin chân thành cảm ơn anh chị và anh chị đại bàn uống nước cho giàu đời gia đình có lời cả ta. Xin chân thành cảm ơn đoàn và xin chân thành cảm ơn các bác. Xin chân thành cảm ơn đoàn, mời đoàn trả lại bàn uống nước cho chầu để gia đình có lời cảm tạ. Ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời gia đình bà Màn cùng các con vào làm lễ dâng hương chứng kiến. Rồi hình bóng cha yêu biết mấy công đức sinh thành bóng mát che chở gia đình con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người
ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, xin dạ biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi, tôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Lần cuối cùng, lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Cha ơi, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin Cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa.